Một trong những món mứt không thể thiếu trong ngày Tết của nhà các bạn là gì? Nhà mình thì rất thích vị chua chua ngọt ngọt của mứt chùm ruột, nên năm nào mình cũng chuẩn bị một vài hũ như thế này để dành nhâm nhi đón Tết. Mà cách làm mứt chùm ruột cũng cực kỳ là đơn giản, bảo quản cũng được siêu lâu luôn. Và nếu các bạn cũng yêu thích món mứt chùm ruột này thì hãy theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 2 kg chùm ruột. Phần chùm ruột khi mua về thì mình chỉ cần rửa sạch, sau đó cho vào bịch ni lông và bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh một ngày một đêm để cho chùm ruột đông lại. Vì những quả chùm ruột rất là chua, trước khi ướp đường thì mình phải xử lý bớt cái độ chua của những quả chùm ruột này. Và cách đông đá chùm ruột cũng là cách xử lý độ chua của những quả này cực kỳ nhanh và hiệu quả. Các bạn cũng có thể chia chùm ruột thành những túi nhỏ để cho chùm ruột nhanh đông hơn. Sau khi để trong ngăn đá một ngày một đêm rồi thì mình sẽ lấy chùm ruột ra mình rã đông. Các bạn cũng có thể rửa qua một vài lần nước lạnh như thế này để cho chùm ruột nhanh rã đông hơn ha. Những quả chùm ruột sau khi rã đông rồi thì sẽ có độ mềm nhất định. Bây giờ mình sẽ tiến hành vắt nước chua ở trong những quả chùm ruột này. Mình vắt loại bỏ tầm khoảng 20-30% nước chua trong những quả chùm ruột này là được rồi nha các bạn. Tại vì mứt chùm ruột mình ăn phải có vị chua chua ngọt ngọt thì mới ngon. Và những quả chùm ruột này khi mà mình ướp đường và mình xên thì sẽ bị teo lại. Nên nếu ở đây mình vắt kỹ quá thì sau khi làm xong những quả chùm ruột còn rất là bé luôn. Nên khi vắt mình cứ áng chừng, mình bóp hơi mạnh tay một chút là được rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành ướp đường. Ở đây mình sử dụng 2 kg chùm ruột nên mình sẽ ướp cùng với lại 1 kg đường. Lượng chùm ruột mình sử dụng cứ gấp đôi lượng đường là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên, sau đó mình sẽ ướp đường tầm khoảng 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian ướp đường thì thỉnh thoảng mình đến mình đảo đều để cho đường nhanh tan hơn. Và đây là phần chùm ruột sau khi mình đã ướp đường được 10 tiếng đồng hồ, lúc này đường cũng đã tan hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành xên. Mình cho hết cái phần chùm ruột đã ướp đường vào chảo, mình dàn đều ra. Lúc đầu thì mình sẽ để lửa lớn để cho chùm ruột nhanh sôi. Xên mứt chùm ruột sẽ đơn giản và dễ hơn xên các loại mứt khác rất là nhiều. Tại vì xên mứt chùm ruột thì mình chỉ cần nấu đến khi nào mà cái phần nước đường này khô cạn lại hết là được. Và khi mình nấu càng lâu thì phần nước đường càng cạn. Lúc này những quả chùm ruột sẽ chuyển từ cái màu vàng sang cái màu cam nhạt cho đến màu cam đậm và màu đỏ. Các bạn cứ để ý màu chùm ruột sẽ chuyển đổi từ từ. Và tổng thời gian để xên được một chảo mứt chùm ruột như thế này thì mình mất tầm khoảng 45 phút. Trong suốt quá trình xên thì mình cứ để lửa vừa và thỉnh thoảng mình đến mình đảo đều thôi ha. Rất là đơn giản luôn. Đây là chảo chùm ruột sau khi mình đã xên được 30 phút. Lúc này phần nước đường cũng đã cạn dần và màu những quả chùm ruột cũng đã bắt đầu đậm hơn. Và mình cũng chỉ cần xên đến khi nào phần nước đường trong chảo cạn và sánh lại là được. Các bạn đừng có xên kỹ quá ha. Nếu mà mình xên kỹ quá thì mứt chùm ruột rất là dễ bị cháy. Và khi vừa mới xên xong chùm ruột còn nóng thì những quả chùm ruột chỉ có cái màu cam đậm như thế này thôi, chứ chưa lên cái màu đỏ liền đâu các bạn. Các bạn phải để nguội, hoặc là nhanh hơn các bạn cũng có thể đem ra ngoài phơi nắng thêm 1-2 tiếng đồng hồ nữa, thì lúc đó những quả chùm ruột mới lên cái màu đỏ tươi ha. Mình xên đến khi phần nước đường cạn như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình để chảo chùm ruột này nguội hoàn toàn. Sau khi nguội thì những quả chùm ruột sẽ lên cái màu đỏ rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ cho vào hũ, mình đậy kín nắp lại. Mình chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ thường thôi cũng được rất là lâu. Những quả chùm ruột khi ăn sẽ có vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Ngày Tết món mứt nào sợ ế, chứ riêng món mứt chùm ruột này thì mình đảm bảo luôn luôn trong tình trạng cháy hàng đầu tiên. Thay vì như mọi năm mình hay ăn những món mứt quen thuộc thì năm nay các bạn hãy bổ sung thêm món mứt chùm ruột này vào mâm Tết của gia đình mình nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.